mở ra. Cái màu nó đẹp á, mọi người nhìn thấy cái màu nó đẹp không? Ê chết, chữ trên đây viết dư rồi, hồi nãy vừa viết vừa nói mà bị dư hai cái chữ này rồi. Các bạn hãy đầu tư cho mình một cây bút tốt một tí nha. Hello mọi người, như đã hứa thì hôm nay mình sẽ làm một chiếc video nho nhỏ để review về những cây bút mà mình đang sử dụng. Ở đây thì mọi người sẽ thấy có những cây bút mà khá là quen thuộc với mình, giống như là cây này, cây bút bi nè. Hoặc có những cây bút mà mọi người chưa nhìn thấy bao giờ, hoặc là có thể bạn nhìn thấy nhưng mà bạn chưa viết bao giờ. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái review nha, rằng những cái nét chữ này nè nó khác nhau như thế nào và lý do mình chọn những cây bút này. Và đặc biệt đó là những cây bút này các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở nhà sách hoặc là trên Shopee nữa. Nếu như mà sẵn sàng rồi thì bắt đầu nha. Và trước khi review về bút á, thì mình sẽ review về cái loại giấy mà mình sử dụng trước nha. Như ở đây mọi người thấy á, thì mình dùng đây cái loại giấy này nè, viết rất là thích luôn, và đây là một trong những cái quyển sổ mà mình thích nhất luôn á. Chắc là sẽ có nhiều bạn đã biết cái này rồi á. Đây nè mọi người nhìn chữ của nó nè, nó là sổ gọi là clong hay là clon đó, clong. Các bạn lên trên Shopee tìm là có, hoặc là các bạn có thể nhìn link ở bên dưới nha. Đây, lý do mà mình chọn cái quyển sổ này á, là đầu tiên á, là do giấy của nó cứng nè. Giống như các bạn có thể dùng bút lông hoặc là bút bi hoặc là bút mực, các bạn đều viết được mà không có sợ nó lem. Tiếp theo là nó có những cái ô cho mình. Những cái ô này á, thì các bạn có thể canh chỉnh chữ cho ngay hàng thẳng lối, hoặc là nó cũng có một cái loại sổ mà nó ghi chấm 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 á, nó được gọi là sổ chấm á, viết cũng đẹp nữa. Và cái thứ hai mà mình chọn á, là cái chỗ này nè, mọi người nhìn nè, cái này có thể mở ra được. Để bung ra coi, mỗi lần bung cũng hơi khó đó. Đó, bung cái bụp ra. Mình rất là thích cái đặc điểm mà có thể mở ra được như vậy nè, là bởi vì ví dụ nha, cái quyển sổ này của mình 200 trang đi mà mình đã viết hết rồi chẳng hạn, thì mình có thể gỡ mấy cái này ra để mà mình thay bằng một cái cọc giấy mới. Hoặc là đôi khi mình đang viết giữa chừng, mình cảm thấy chết rồi, cái này mình viết sai rồi, mình phải gỡ cái trang này mình bỏ thôi. Đây, mình sẽ cầm trang này lên xong mình bỏ, thì cái quyển sổ của mình lại như mới, chứ không cần mà phải xé ra. Cho nên là đây là lựa chọn của mình. Nếu như mà các bạn có lựa chọn sổ nào hay hơn thì các bạn có thể comment ở bên dưới nha. Sau khi mà mình có sổ rồi á, thì chúng ta bắt đầu thử viết trước nha. Đây là cây bút đầu tiên nè. Bút này thì là bút bi. Đây là cây bút mà mình ít dùng nhất. Và lý do tại sao mà mình ít dùng á, thì chúng ta hãy thử cùng nhau viết xuống đây nha. Bây giờ mình sẽ thử viết một cái câu ngắn ngắn đi. Giống như là cái câu ở đâu có hạnh phúc ở đó là nhà đi, cái câu đó thì mình khá là thích. Rồi các bạn ngồi viết chung với mình luôn nha. Mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều cây bút bi mà cái ngòi nhỏ hơn á, cho nên là các bạn có thể chọn bút bi ngòi nhỏ để mà viết nha. Cây này đã là ngòi hơi bự rồi đó. Thực ra cây bút này là được tặng á mọi người, giống như đi sự kiện hay gì đó người ta tặng á, mình cũng quên người ta ai tặng cho mình rồi. Một trong những cái cảm giác mà mình không thích nhất khi mà viết bút bi á, là tại vì nó rất là trơn. Những bạn nào mà mới tập viết á, thì các bạn sẽ không có kiểm soát được cái nét bút của các bạn. Ví dụ khi mà mình viết quen đi thì mình sẽ dễ kiểm soát được. Còn nếu như mà bạn mới viết á, cái cảm giác trơn như vậy nè thì nó sẽ dễ làm cho cái tay của bạn nó bị đi theo, nó bị mất kiểm soát. Đó, đây mình viết xong một câu rồi nè, nhìn cũng ok đúng không? Các bạn có thể viết một ô này nè, cũng đẹp nữa. Đó, thi này mi khoan suộc thi anh coi khừ ban, thì đây là cây bút bi này. Tiếp theo là cây bút, đây là cây bút mà mình hay dùng trong cái chuỗi 21 ngày tự học tiếng Thái nè. Và đây là một trong những cây bút mà mình khá là yêu thích luôn á mọi người. Các bạn có thể tìm nó với cái tên là bút bi Hero, hoặc là các bạn xem link mình để ở bên dưới nha. Cái này đi nhà sách cũng có, đi Shopee cũng có luôn. Và mọi người nhìn nè, cái này hay lắm. Cái bút này á, nó bơm mực bằng cách là bóp. Kiểu như khi nào mà hết mực đúng không, sẽ cầm cái này nè. Xong rồi bóp 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 thì mực nó chạy lên trên đây. À, bây giờ thì chúng ta hãy thử cùng nhau test cây bút này nha.
Cây bút này là ngày xưa khi mà mình học lớp 1 á, là cũng được học viết bằng cây bút này nè mọi người. Rồi bây giờ mình vẫn viết tiếp tục cái câu này luôn nha, mà viết bằng cây bút này. Nhìn á, thì hai nét này nó to bằng nhau nè mọi người, nhưng mà cái nét viết bằng cây bút mực này nè nó rất là thích, tại vì nó đầm ở trên giấy á, nó không có bị trơn, do đó thì mình có thể dễ dàng mình kiểm soát cái nét bút của mình đó, kiểu như nó không có bị nhanh quá, nó không có bị gấp gáp quá, và các bạn dễ rèn chữ. Thực ra nha, sẽ có nhiều người nói là học tiếng Thái á, thì học giỏi là được rồi, giống như là chỉ cần biết nói, biết viết, rồi biết nhắn tin là được rồi, chứ làm sao để rèn chữ như thế nào. Nhưng mà thực ra thì cái quan điểm của mình nó hơi khác người ta một tí, là bây giờ mình vừa có thể vừa giỏi nói nè, mình vừa giỏi đánh máy, mình cũng giỏi nữa, nhưng mà nếu mà mình có thể luyện cho chữ mình đẹp nữa thì càng tốt chứ sao. Mình là người thích mà cái gì cũng giỏi á mọi người. Với cả giống như mình nói trong những cái video trước á, thì khi mà các bạn viết chữ gọn gàng sạch đẹp á, thì các bạn sẽ có hứng học tập hơn đó, và mình sẽ tập cho mình cái thói quen mà chỉnh chu hơn đối với cái việc học của mình. Ê chết, chữ ở trên đây viết dư rồi, hồi nãy vừa viết vừa nói mà bị dư hai cái chữ này rồi. Thiên Anh coi khừ van, như đây thôi là đủ rồi. Trời ơi xin lỗi nha. Đó, viết máy này nè, nó còn một cái hay nữa là các bạn có thể thay thế màu mực khi các bạn muốn. Giống như ở đây thì mình sẽ sử dụng cái màu mực xanh đậm một tí, nhưng mà nếu mai mốt thích á, thì mình có thể dùng mực màu xanh nhạt nè, hoặc là dùng màu đỏ, dùng màu đen, ok. Chúng ta so sánh hai cái nét chữ này á, thì mọi người sẽ thấy là đây, mọi người nhìn nè, cái ở dưới á, thì cái nét chữ nó đều hơn. Không biết là ở trên video này thì các bạn thấy được hay không, nhưng mà cái cảm giác khi mình viết bằng cái bút máy này á, ở cái hàng chữ ở bên dưới á, thì cảm giác của mình rất là thích hơn rất là nhiều. Và dành cho những bạn nào mà chưa viết bút máy bao giờ thì các bạn nhìn nè, bút máy nó sẽ có một cái đầu vát nhọn ở dưới đây, nó sẽ bị lõm vô nè đúng không? Khi mình viết á, thì mình phải lật cái này xuống. Các bạn nhìn á, ở phía trên nó có cái ký hiệu này nè, thì cái này mình viết phải nó luôn phải đè xuống như vậy. Bạn viết mà ngửa lên như vậy thì sẽ không có viết được. Đây là cây bút yêu thích của mình luôn, mình xài nó lâu lắm rồi, viết bền lắm luôn á, miễn là các bạn đừng có để nó rớt xuống đất là được. Và tiếp theo là một cây viết bánh bèo. Trời, mình thích cái này là bởi vì cái màu nó đẹp á mọi người nhìn thấy cái màu nó đẹp không? Kiểu như nó màu hồng mà kiểu như hơi ánh kim một tí á. Bút này là bút sao thiên, mình cũng mua trên Shopee luôn. Nhìn bề ngoài nó thì hơi to, hơi thô đúng không? Mở ra nè mọi người. À, cây bút này cái ngòi nó đẹp lắm mọi người. Bây giờ chúng ta hãy coi bên trong nó trước nha. Đây, nhìn cái đầu bút nha, mỗi lần mà mình vặn một tí á, thì mực nó sẽ trào ra, vặn xuống nè, xong rồi vặn lên, mực trào ra này thấy không? Tại bây giờ mực đang đầy á, cho nên là mình không có vặn hết ống cho mọi người coi được, nhưng mà chúng ta sẽ vặn như vậy để bơm mực. Rồi cái bút này tại sao mà mình thích nó, để bây giờ mình sẽ viết cho mọi người coi nha. Cái cây bút máy Hero hồi nãy mình cho mọi người xem á, nó là nét đều. Còn cái cây này nè, cái cây mà mình đang dùng nó là nét thanh, nét đậm. Cho nên mình sẽ dùng nó để viết nét thanh, nét đậm nha. Các bạn nhìn mình viết thử. Đó, các bạn có thấy là nét thanh, nét đậm không? Chữ nào mình đè xuống thì nó sẽ đậm, chữ nào mình nét mình nhẹ tay thì nó sẽ nhạt. Nhìn lại tiếp nha, nó thấy nét thanh nét đậm không? Tiếp nha, đó. Và cái bút này nè, mình dùng thêm một cái màu mực khác nữa, cho nên là các bạn sẽ thấy cái màu mực nó sáng hơn rất là nhiều. Màu này là màu xanh ngọc á. Đợi mình viết cái này xong mình sẽ cho các bạn xem cái hũ mực đó. Đó, mọi người thấy đậm nhạt không? Còn cái cây bút Hero á, thì nó không viết đậm nhạt được, nét nó đều nhau rồi à. Đó, mọi người thấy đậm nhạt rõ đúng không? Xong rồi ở đây mình sẽ thử viết nét nghiêng nha, viết thành cái phông chữ khác hơi nghiêng một tí. Và bây giờ thay vì nếu viết nét móc tròn á, thì mình sẽ viết nó hơi nhọn nhọn một tí.
Cho nên những bạn nào mà thích điệu điệu á, viết chữ bằng mấy cái nét mà nét thanh, nét đậm á, thì cây bút này rất là hợp lý cho các bạn luôn. Đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Bây giờ mình sẽ đưa lại gần cho các bạn xem nha. Nha. Đó, thấy cái nét nó khác nhau hoàn toàn không? Đó là cái lý do tại vì sao mà mình mua thêm cây bút này. Tại vì nó là viết nét thanh, nét đậm. Và cây bút này nó còn hay một cái nữa là có thể viết nét nhỏ được. Như các bạn nhìn ở đây nè. Đây là một cái bài mình viết nè. Những cái nét mà nhỏ xíu như vậy nè, thì mình viết bằng cây bút này nè. Đây, thấy không? Thử nha, mình thử sẽ qua đây viết bằng nhỏ. Nhiều bạn sẽ nói là trời sao chị viết to quá vậy, chị thử viết nhỏ đi. Thì bây giờ mình sẽ viết nhỏ cho các bạn xem. Đây, mình sẽ viết chữ khoam sụt man dù thi chay may mì à lại có mì khoam sụt. Ui chết, cái này mình đẩy lên mà các bạn mà làm viết vội quá thì nó sẽ bị văng mực giống như vậy nè. Khoam sụt mặc dù thi chày may mì à lầy có mì khoam sụt. Niềm vui thì nằm trong tim mình không có gì ở bên ngoài hết, mình vẫn có niềm vui được đó. Nhìn đúng không, chữ nhỏ nhỏ nhìn rất là đáng yêu đúng không? Đó thì cây bút này nè, chuyên trị là nét thanh, nét đậm hoặc là nét nhỏ thì nhìn rất là đẹp. Bây giờ mình lại thử so sánh với cây bút hồi nãy nha. Giống như cây bút Hero này mà viết cái dòng chữ nhỏ này thì sẽ như nào, mọi người nhìn nè. Vẫn viết được bình thường nhưng mà kiểu như nhìn nó hơi nặng nề một tí. Đó, các bạn thấy nó khác nhau rõ ràng không? Cả về nét chữ và màu mực nữa. Đây là cái mực mà mình dùng nè. Cái mực xanh nhạt của cây bút này nè là mình dùng mực này. Đọc là Pelican hả? Pelican gì đó mình không biết. Mực này nó có màu xanh ngọc rất là thích luôn. Mình kiểu như thích mấy cái tông màu mà xanh ngọc một tí á mọi người. Đó, thì đây là hai cây bút này nha. Và tiếp theo cũng là một cây bút nữa. Mình gọi nó là bút mực nước. Bút này thì các bạn dễ dàng tìm kiếm ngoài nhà sách có 4.000 một cây rồi. Mà cái bút nó đẹp chứ, màu mực cũng đẹp nữa. Mình lại tiếp tục ghi cái dòng chữ như ở trên nha. Nhưng mà cây bút này nó bị một cái là nó không ổn định, kiểu như hên xui á. Đôi khi thì nó không ra mực nữa, nếu mà mình mua nhầm mấy cây bút mà nó không tốt. Giống như cây bút này của mình nè. Bút này mình mua nhiều lắm, mua một đống luôn để dành viết từ từ á, nhưng mà cây bút lần này thì tự dưng cái nét mực của nó bị đứt đứt nè, phải đè rất là nhiều mới ra được. Thôi cho bỏ qua. Kiểu như là các bạn hãy đầu tư cho mình một cây bút tốt một tí nha. Giống như bạn đang viết xong rồi mực nó đang đẹp, xong nó bị đứt khúc. Kiểu như bị mất hứng lắm luôn á, làm cho mình mất nhiều sức trong cái việc viết. Giống như vậy nè, mình phải đè lên mình mới viết được. Các bạn mà để ý những cái nhỏ nhỏ như vậy á, thì cái việc học của các bạn nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu mà mình phải đè xuống để viết như vậy, nó mất của mình nhiều thời gian và công sức lắm. Và tiếp theo là một cây bút rất là đặc biệt mọi người. Kiểu như nó là hoa hậu luôn á, tại vì nó rất là đẹp. Đây, mọi người thấy không? Đây là cây bút mà mình viết ở trong chuỗi 21 ngày tự học tiếng Thái nè, và được nhiều bạn thích á. Xin không, xin không. Khi mà mua thì nó sẽ nằm trong hộp như vậy luôn nè. Để mình mở ra nha. Đó. Wow. Cây bút này nó được gọi là bút thủy tinh đó mọi người. Và nó được để mình đóng gói rất là kỹ luôn. Cái này mình sẽ vặn ra từ từ, kiểu như phải nhẹ tay á, sợ nó bị bể. Đó, cái đầu này là bằng thủy tinh. Bằng thủy tinh nhưng mà viết được nha mọi người. Đó, xinh chưa? Tiếp theo, các bạn mua cái này nè, sẽ được người ta tặng thêm cái này. Kiểu như cái này là cái đầu gác bút á. Mình viết xong cái mình để lên vậy nè, để mình gác. Tiếp theo, nó còn cho mình một cái hộp mực nữa. Một cái hũ mực. Hũ mực này là màu đen, mình sẽ chấm mực để mình viết á.
Nhưng mà nói thật với mọi người một cái là mình không có thích hũ mực này lắm. Tại vì kiểu như mỗi lần mở ra nó bị lem tay á. Cho nên mỗi lần mà mình viết chữ tay mình lem tùm lum mà. Nhưng mà hôm nay mình lại tiếp tục hy sinh để mà mình mở cho mọi người, để review cho mọi người. Kiểu như mình phải vặn như vậy nó mới ra nè. Rồi xong, dính tay thật luôn rồi. Trời ơi. Đó, bị dính rồi nè, thấy không? Rồi, nè cái hũ mực này mình sẽ để ở đây. Cái bút này ở đây. Rồi, mỗi lần mà khi mà chúng ta viết á, thì chúng ta sẽ chấm mực vào đây. Các bạn cứ chấm lúc cán đi không sao đâu. Nó khi các bạn chấm á, thì mực nó sẽ giữ ở trên những cái khía này nè, các bạn thấy không? Thì đó là lý do làm cho mình viết ra được á. Cầm thì các bạn có thể cầm như vậy nè, để cho chúng mình nhìn thấy cái hoa một tí, hoặc là cầm sát xuống một tí sao cũng được hết. Hoặc là mình có thể cầm sát ở dưới đây luôn, nhưng mà của mình nó bị dính mực rồi, để lau lau tí nha. Trời ơi, giơ tay quá. Đó, chúng ta có thể cầm sát như vậy nè. Rồi, cùng nhau viết nha. Cũng là viết cái câu hồi nãy nha. Thế này mi khoan sụt. Đó. Các bạn thấy không? Kiểu như mực nó sẽ chạy không đều chẳng hạn á, cho nên nó sẽ làm cho nét của mình nó rất là to luôn. Mực nó cứ đổ 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 xuống mà. Muốn viết được cái này á thì mọi người phải tập luyện nhiều lắm luôn á. Để mà mình kiểm soát dòng mực nè và kiểm soát cái tay của mình nữa. Thôi kiểu như nét mực nó to, nó thô quá trời. Nhưng mà cái bút này á, được một cái là nó đẹp á, cho nên là những cái tội lỗi này cũng sẽ được xí xóa. Khi mà gần hết mực á thì giống như cái nét chữ nó sẽ mảnh lại từ từ và mực nó sẽ bắt đầu nhạt lại. Đó, mọi người thấy không? Đây là mực nó bắt đầu nhạt lại rồi nè. Đó. Nhưng mà tại vì nó đẹp mà, chúng ta có thể dùng cái cây bút này nè mọi người, để chúng ta viết chữ tiếng Việt cũng được nữa nha. Mình lấy ví dụ nha. Ở đâu có hạnh phúc, chứ rồi cái này nó hơi nhiều. Ở đâu đó, mấy cây bút chấm mực này nó cũng rèn luyện cho mình nhiều lắm luôn á mọi người, kiểu như rèn cho mình tính kiên nhẫn nè, với lại cách mà kiểm soát cái nét chữ của mình để viết chữ. Đó, sau khi viết xong mình để ở đây trái tim, và đặc biệt một cái là cây bút này khi các bạn chụp hình á thì đẹp lắm. Ví dụ như mình viết xong mình để vậy nè, đó xong rồi lấy điện thoại chụp một tấm hình chắc hơi bị đẹp luôn á. Chỉ có điều một cái là chúng ta phải tập luyện để viết rất là nhiều thôi à. Và đương nhiên là mình vẫn chưa có tập viết đẹp lắm, cho nên là cái chữ nó vẫn đang xấu nè. Để mình thử xem cây bút này, thử viết nghiêng xem sao. Đó, vẫn viết được nhưng mà có điều nó không đẹp thôi. Thôi bây giờ mình đổi qua mình viết số tiếng Thái đi nha. Số 1. Số 2. Số 3. Số 3 viết vậy đúng không ta? Hình như phải như vậy mới đúng. Số 4. Mình không có giỏi viết số cho lắm á, cho nên là cũng không biết là viết về đúng hay sai nữa. Đây, số 5. Đó, bạn nào mà thấy viết sai chỗ nào thì chỉnh giúp mình với nha, tại vì mình ít dùng số tiếng Thái. Đó, đây là cây bút thủy tinh. Sau khi viết xong á, thì các bạn nhớ nè, rửa cho cái đầu này nó sạch, thật là sạch luôn. Thật ra chứ các bạn chỉ cần nhúng nước là nó sạch à. Đó, rồi bỏ lại vào trong hộp. Ok, bye bye. Giờ cái tay bị dơ rồi nè.
chỉ để review cho mọi người coi thôi đó. Trời ơi. Và tiếp theo là cây bút này dành riêng cho những người mà yêu thích bộ môn viết chữ á mọi người. Thật ra mình cũng yêu thích đó nhưng mà mình viết chưa đẹp cho lắm. Ừ, các bạn thấy ở đây khi mà mình xoay ra thì mình có thể đặt hai cái ngòi vào đây. Cây bút này nè, người ta gọi nó là cây quảng chéo. Quảng chéo thì khi mà chúng ta sử dụng á, thì chúng ta sẽ cắm cái ngòi vào. Đây mọi người nhìn nè, ở trên đầu này nè, nó sẽ có chỗ để cắm ngòi. Cái ngòi của mình nè, mình sẽ cắm vô trong đây. Đó, cắm vô vậy á. Là xong. Xong rồi, sau khi cắm ngòi vào xong á, thì mình sẽ vặn cái này lại. Đó là chúng ta sẽ có cây bút. Còn cái này là cái ngòi sơ cua thôi à. Cây bút này á, thì chúng ta sẽ chấm mực để viết. Nhưng mà đôi khi mình không có thích chấm mực á mọi người, thì mình sẽ tự pha màu để mình viết. Bây giờ mình sẽ cho các bạn cách mà xem cách mà mình pha màu nha. Đây là cái khay pha màu vẽ của mình. Còn đây là màu acrylic nè. Mình sẽ mở ra. Chết. Trời ơi. Mình sẽ mở ra. Chết. Trời ơi. Thôi thật ra mình hậu đậu lắm mọi người ơi. Đó, khi mà mở ra như vậy xong á thì các bạn sẽ thấy màu rất là nhiều đúng không? Ghê quá. Xong rồi các bạn sẽ đổ màu ra. Nó, màu nè. Các bạn sẽ đổ một tí màu ra. Đó. Rồi các bạn đóng cái này lại. Trời ơi. Dơ quá. Thôi, đó, tôi làm cho mấy bà mà. Cái này người tôi dơ hết rồi. Đó, sau khi mà pha được một tí màu này rồi á thì rồi các bạn hỏi ủa tại sao chị phải pha màu mà chị không mua mực? Tại vì nếu mà mình dùng màu này nè mình có thể tự pha được, giống như là mình có thể pha màu đỏ với màu xanh dương để ra màu vàng chẳng hạn. Rồi bây giờ chúng ta hãy thử cùng nhau viết nha. Đầu tiên mình sẽ chấm một tí mực, xong rồi mình phết lên trên đây để cho nó có tí mực nè. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu viết. Ở đây nó dính sợi lông, rút ra. Viết lại nha. Đó, các bạn thấy nét của nó không? Nó sẽ thanh đậm rất là rõ ràng luôn. Nhìn ra được chữ hỏ hiệp không? Xong rồi tới chữ no nủ nè. Đi chết, no nủ vậy mới đúng. Tại vì cây bút này á, là chuyên dành để viết mấy cái chữ mà màu hơi màu mè một tí á, cho nên là mình viết chữ cũng màu mè luôn. Đó, thi nảy miêu khoam suột, ở đâu có hạnh phúc. Xong rồi mình sẽ viết chữ tiếng Việt ở dưới đây. Mà thật ra chữ tiếng Việt mình viết không đẹp lắm cho nên mình viết tiếng Thái thôi nha. Các bạn chấm một tí mực thôi mà nó viết được nhiều lắm luôn á. Nãy giờ viết mà mình chưa thay mực nữa nè. Rồi mới nhát hết mực. Đó, nếu mà hết mực thì mình vẫn tiếp tục dùng cái cọ hồi nãy nè, mình phết màu lên. Rồi, viết tiếp. Tới đây bắt đầu lười rồi. Đó, đại loại sẽ là như vậy á. Xong mà cho trái tim. Ở đâu có hạnh phúc, ở đó chính là nhà. Đó, cây này nha, được gọi là quảng chéo. Thật ra cũng thú vị á. Nếu chữ này mình viết to hơn một tí thì đẹp hơn. Để mình thử viết chữ cổ tích ngàn sao nha. Viết theo size to một tí.
Rồi hết mực tiếp, chấm tí mực vô đây. Đó, viết. Nhìn đẹp không? Cậu thích nghiền sao? Đó, vậy thì tóm lại những cây bút mà mình khuyên mọi người nên mua đó chính là cây này. Mua một lần xài hoài luôn, mua một cái này với lại mua một hũ mực nữa là xài hoài luôn. Rồi cây bút thứ hai, nếu như mà được á thì mình khuyên mọi người mua thêm cây này nữa, tại vì nó viết nét mảnh để cho mọi người ghi chép nhiều á. Và mua cây này nữa nếu như mà ai muốn chụp hình sống ảo. Còn cây bút bi thì thôi, chắc ai cũng có rồi mà đúng không? Còn cây bút này thì nếu mà hên mua trúng cây viết ổn định thì cũng tốt. Rồi còn cái cây mà các bạn không nên mua thì chắc là cây này nè. Tại vì nó lem nhem á, nhìn nè. Đó, dành cho những ai mà chuyên luyện chữ calligraphy thôi mọi người. Còn mình thì chắc không đâu. Mà mình vẫn mua tại vì mình thích luyện chữ, chỉ có điều mình không có nhiều thời gian để luyện thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video nha. Và ở bên dưới video thì mình có để tất cả những cái link cho các bạn có thể mua những cây bút này nha. Còn bây giờ thì mình phải đi lau dọn chỗ này thôi. Trời ơi, màu này mà nó dính vô tay là hơi bị khó ra luôn á. Giờ phải lau cái bàn nữa. Còn tờ giấy này thì mình rút ra rồi. Bây giờ thì mình sẽ gấp lại và đem quăng thôi. Bye bye mọi người.